Ok, xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của VN Review. Tiếp tục sẽ lại là một sản phẩm nữa đến từ Oppo. Nó vẫn có tên là Reno 3, nhưng bây giờ nó sẽ có thêm một cái chữ Pro ở phía bên cạnh nó, Oppo Reno 3 Pro. Cái sản phẩm này thì nó sẽ là phiên bản nâng cấp hơn của chiếc Oppo Reno 3 mà hôm qua mình đã mở hộp cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục mở hộp cũng như là trên tay nhanh cái sản phẩm này để xem là nó sẽ có những cái thứ gì nhá. Ok, đầu tiên thì nó cũng giống như cái phiên bản Reno 3 hôm qua thôi. Chúng ta sẽ có một cái ốp lưng được tặng kèm lấy cảm hứng từ hoa sen của Jimmy Choo thiết kế ra. Vẫn làm cái dòng hashtag như vậy, Style Up with Oppo. Đó, cái đóng hộp thì gần như là tương tự. Nhưng mà ở đây hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái hình thiết kế nó khác. Thực tế ra nếu như mình không nhầm thì nó sẽ có 3 phiên bản thì phải. Và hôm qua với cả hôm nay thì chúng ta đã có 2 phiên bản rồi. Đây là một cái đôi guốc và chúng ta sẽ có những cái biểu tượng hoa sen ở đây. Nhìn nó tương đối là đẹp. Cái ốp này thì thực sự sẽ rất là hợp với cả các bạn nữ luôn. Đeo vào cái chiếc Oppo Reno 3 Pro thì nó là tông sợi tông, nhìn cực kỳ là đẹp mắt. Ok, đó là câu chuyện về cái ốp. Nó vẫn sẽ có một cái tấm postcard như hôm qua thôi. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ đến luôn với cái sản phẩm của chúng ta, đó là chiếc Oppo Reno 3 Pro. Mình sẽ cất cái ốp này sang một bên. Ok, quay trở lại với hộp của chiếc Reno 3 Pro thì nhìn chung là về cái tông ấy, nó cũng không khác biệt quá là nhiều so với cả chiếc Oppo Reno 3. Vẫn là một cái tông màu xanh và ở phía trên này là góc vàng. Nhìn thực sự nó rất là đẹp, cũng như là nó có cái gì đấy cảm giác rất là sang trọng luôn ấy. Đó, tên của máy thì nó sẽ thêm mỗi chữ Pro vào đây thôi. Đó, bây giờ thì mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này ra. Cái màu hộp của nó cũng là tương tự thôi. Đầu tiên là rút hộp xanh, sau đó thì ở trong sẽ là màu trắng hoàn toàn luôn. Nhìn nó rất là sang trọng. Phía bên trong này thì đầu tiên chúng ta vẫn sẽ có một cái tập sẽ hướng dẫn sử dụng, quẹt chọc SIM cũng như là một cái ốp lưng được tặng kèm theo máy. Tiếp theo đó ở đây sẽ là một cái miếng đỡ máy. Đây là siêu máy thì mình đã bóc máy ra sẵn rồi. Đây, Oppo Reno 3 Pro. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái củ sạc rất là to. Đây là củ sạc, nó sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, đó là VOOC 4.0 với công suất đạt được lớn nhất ở mức đó là 30W. Đó, củ sạc nó rất là to, rất là bự. Và hứa hẹn sẽ sạc cho cái sản phẩm này nó rất là nhanh thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái sợi cáp. Cáp này là cáp USB-C, mình nghĩ là nó cũng sẽ giống như ở phiên bản Reno 3. Đó là nó hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOOC nhưng mà lần này sẽ là chuẩn 4.0. Tiếp theo ở phía dưới cùng này chúng ta sẽ có một cái tai nghe. Nó sẽ là một chiếc tai nghe earbud và ở phần trong này nó vẫn sẽ có những cái chi tiết màu xanh. Đó là toàn bộ những cái món phụ kiện của chiếc Oppo Reno 3 Pro này. Quay trở lại với chiếc Oppo Reno 3 Pro này ấy, thì cảm nhận đầu tiên của mình khi cầm trên tay nó chính là nó không khác biệt quá là nhiều so với phiên bản thường. Khi mà về cái tổng thể kích thước ở mặt trước nó vẫn sẽ là 6.4 inch. Và về các cái chi tiết khác ấy, thì mình thấy là nó cũng khá là tương tự nhau thôi. Đó, chỉ khác một số những cái điểm, ví dụ như là cái đèn flash ở đây bây giờ thì nó sẽ được đặt chung trong một cái khung đen luôn, chứ không được đặt ra phía ngoài như ở trên chiếc Oppo Reno 3 thường. Cùng với đó thì ở cái phần mặt trước của nó ấy, thì chúng ta sẽ có một cái cụm camera selfie kép, chỉ khác biệt mỗi như vậy thôi, chứ còn mình cảm giác là nó giống hệt so với phiên bản Reno 3 thường kia. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn về nó nhé. Ở phía mặt trước đây thì như mình đã nói, chúng ta sẽ có một kích thước màn hình rơi vào khoảng là 6.4 inch và độ phân giải đạt được của nó sẽ ở mức đó là Full HD+. Chúng ta sẽ có công nghệ màn hình đó là Sunlight Super AMOLED. Nếu như các bạn chưa biết Sunlight Super AMOLED là gì thì về cơ bản nó sẽ là cái tính năng khiến cho cái màn hình này có thể hiển thị được rõ nét ngay ở khi những cái điều kiện ánh sáng phức tạp, và nó sẽ vẫn đảm bảo được cho chúng ta về cái độ hiển thị về hình ảnh cũng như là chất lượng video, nó vẫn sẽ là tốt như vậy. Đó, về cơ bản thì nó sẽ là như vậy thôi. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một cái cụm camera selfie kép với độ phân giải lần lượt là 44 megapixel và 20 megapixel, những thông số hết sức là ấn tượng. Ở phần viền trên đây thì chúng ta sẽ có một cái giải loa để điện thoại rất là bé, và ở viền dưới ở đây thì mình cũng cảm thấy rằng nó tương đối là mỏng. Nhìn chung thì các cạnh viền của cái chiếc điện thoại này ấy, nó đều được làm mỏng tương đối là tốt, và nó cũng sẽ đem lại cho chúng ta một cái sự sexy nhất định khi mà nhìn vào cái màn hình này. Tuy vậy thì mình hơi cảm thấy hụt một chút, đó là cụm camera selfie này ấy, nó làm tương đối to, dù cho là nó đã làm tốt hơn so với cả một số những cái hãng sản xuất khác cũng trang bị cụm camera selfie này. Ở phía cạnh phải thì chúng ta sẽ có một cái nút nguồn, và ở đây nó cũng sẽ có một cái điểm nhấn, đó là một cái đường dọc xanh ở đây. Đây là cái đường được khoét ra luôn ấy, kiểu như là nó lõm vào luôn. Các bạn kê móng tay vào đây sẽ có thể cảm nhận thấy rõ luôn, và cảm giác bấm của nó cũng thực sự rất là tốt. Ở bên phía cạnh trái thì chúng ta sẽ có một cái bộ nút volume tăng giảm âm lượng, và ở phía trên đó sẽ là một cái khe đựng SIM. Khe SIM này sẽ hỗ trợ cho chúng ta đó là hai SIM và một thẻ nhớ đồng thời luôn. Ở phía trên thì sẽ chỉ có duy nhất một cái mic, và ở phía dưới đây thì chúng ta sẽ có đầy đủ các cổng kết nối từ USB-C này, mic đàm thoại này, jack tai nghe 3.5 và cùng với đó là giải loa chính của máy. Sang đến phía mặt lưng thì ở đây chúng ta sẽ có phiên bản màu trắng hoa tuyết. Mình rất là thích cái màu sắc này và mình nghĩ rằng các bạn nữ cũng sẽ cực kỳ là thích, bởi vì nhìn nó khá là tinh tế. Đặc biệt là khi các bạn nghiêng nó ra ánh sáng như này thì nó sẽ có cái hiệu ứng màu sắc nhìn thực sự rất là đẹp. Và khi mà nghiêng ra như thế này thì các bạn cũng sẽ cảm nhận thấy là nó có vẻ như là rất giống so với cả những cái mặt lưng kính mờ ở trên một số những sản phẩm khác.
Tuy vậy thì đây sẽ chỉ là một cái mặt lưng được làm từ nhựa mà thôi, hơi đáng tiếc một chút. Dù vậy thì nó vẫn đem lại một cái hiệu ứng thị giác rất là đẹp phải không nào? Oppo thì luôn là như vậy, họ làm ra những cái mặt lưng tuy chất liệu bằng nhựa nhưng đem lại những cái hiệu ứng màu sắc thực sự rất là thích mắt và vô cùng trẻ trung. Ở phía góc trên bên tay trái đây thì chúng ta sẽ có bộ 4 ống kính với các thông số lần lượt là như sau. Ống kính chính sẽ có độ phân giải đó là 64 megapixel. Đây sẽ là ống kính chính và khẩu độ của nó sẽ là f/1.8. Chúng ta sẽ có một camera tele với độ phân giải là 13 megapixel, khẩu độ là f/2.4. Camera góc siêu rộng sẽ có độ phân giải là 8 megapixel, khẩu độ là f/2.2. Và một camera đơn sắc mono với độ phân giải là 2 megapixel, khẩu độ là f/2.4. Rất là đầy đủ các tính năng và mình thấy là hầu như là nó đem nguyên thông số của cái bộ camera trên chiếc Oppo Reno 3 xuống. Tuy vậy thì nó sẽ có sự cải tiến hơn về mặt ống kính chính với độ phân giải nâng cấp lên từ 48 thành 64 megapixel. Tí nữa thì chúng ta sẽ vào cái phần giao diện camera ở trên chiếc điện thoại này để xem sao. Nhưng mà ở đây các bạn có thể nhìn thấy rõ đó là nó sẽ có thêm một cái dòng đó là Hybrid Zoom, tức là cái chiếc điện thoại này nó cũng sẽ nhấn mạnh vào khả năng zoom của cụm camera này. Và như mình đã test ở trên cái chiếc Oppo Reno 3 ấy, thì khả năng zoom 2x của nó rất là ấn tượng. Kể cả là zoom 5x thì cái chi tiết nó lên nó vẫn thực sự rất là tốt. Nên mình nghĩ rằng cái sản phẩm này nó cũng sẽ tốt tương tự như vậy thôi. Ở phía góc dưới đây thì chúng ta vẫn sẽ có logo của Oppo. Và mình thấy rằng là ở điểm mặt lưng ấy, thì chúng ta chỉ khác duy nhất đó là về cái cách đặt cái đèn flash này mà thôi. Đó, còn lại thì nó gần như là sẽ rất giống so với cả cái chiếc Oppo Reno 3. Còn về mặt trước thì nó sẽ chỉ khác về cái cách đặt cụm camera selfie, chỉ như vậy thôi. Về thông số chi tiết của cái sản phẩm này thì nó sẽ được trang bị con chip mạnh hơn một chút so với cả Reno 3, đó là con chip Helio P95. Đây là một phiên bản cải tiến hơn một chút của Helio P90. Và hiệu năng ở đây mình có chấm thử qua một số phần mềm như là Geekbench hay là AnTuTu thì điểm số của nó cho ra cũng không hơn quá là nhiều so với cả cái chiếc Reno 3 với P90. Như các bạn thấy ở đây, AnTuTu đạt được ở mức đó là 205.000 điểm. Điểm CPU và GPU gần như là tương tự. Sang đến Geekbench đi thì ở đây mình cũng đã chấm rồi và nó cũng cho ra cái kết quả nó xấp xỉ, đó là đơn nhân 400 và đa nhân là gần 1.500 điểm. Đó, các bạn có thể thấy là không có quá nhiều sự khác biệt về hiệu năng khi mà chúng ta chấm điểm qua những cái phần mềm như thế này. Nhưng mà trong những cái video sau khi mà anh Tùng làm những cái bài speed test sản phẩm này với cả trực tiếp cái chiếc Reno 3 thì các bạn sẽ có thể biết được rằng là cái chiếc điện thoại này nó sẽ hơn nhiều không so với cả cái chiếc Reno 3 đó. Về dung lượng RAM thì sản phẩm này vẫn sẽ được trang bị RAM là 8GB với bộ nhớ trong là 256GB, một dung lượng rất là lớn và chuẩn bộ nhớ đạt được ở mức đó là UFS 2.1 với tốc độ rất là cao, nên là các bạn lưu trữ dữ liệu khi mà copy sang các cái thiết bị khác ấy thì nó cũng sẽ đạt được một cái tốc độ nó rất là nhanh. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái phiên bản phần mềm nó cũng sẽ là Android 10 với KaloS đó là 7.0. Đó, những cái phiên bản phần mềm nó tương đối là mới. Và ở trên cái phiên bản KaloS V7 này ấy, thì mình cảm thấy rằng là nó được làm tinh chỉnh lại, nhìn các cái icon ấy nó dễ chịu hơn. Cũng như là ở trong cái phần giới thiệu điện thoại này, nó không bị rắc rối quá mà nhìn nó rất là đẹp và tương đối là chỉnh chu. Đó, nhìn phần nào ra phần đấy luôn, rất là thích. Về pin thì cũng giống như là Reno 3 thì chúng ta sẽ có một cục pin rơi vào khoảng dung lượng là 4024 mAh. Tuy vậy thì nó sẽ được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là VOC 4.0 thay vì là 3.0 như ở phiên bản Reno thường. Đó là một cái sự nâng cấp và mình nghĩ rằng pin của nó sẽ chắc chắn sử dụng được trong vòng một ngày. Nhưng mà nếu như sang ngày thứ hai thì có lẽ là chúng ta sẽ phải test chi tiết hơn. Bây giờ thì như đã hứa mình sẽ vào cái phần camera ở trên cái thiết bị này để xem. Đó thì các bạn có thể thấy là về cái phần giao diện ấy thì nó cũng tương đối là giống so với cả cái chiếc Reno 3 thường thôi. Ở đây thì ISO 100 cao nhất là 3200 này. Vẫn là 1/8000 và 32 giây cho tốc bản chập. Ở đây là cân bằng trắng này. Tiếp theo là khả năng lấy nét này, EV các thứ nó vẫn là tương tự. Đây là chế độ Ultra HD à? Thì đó, có lẽ là trong thời gian tới mình sẽ test thêm về cái khả năng chụp Ultra HD của cái chiếc điện thoại này. Đó, bây giờ thì ở đây có Google ống kính này, Google Lens đấy. Tiếp theo thì sẽ là khả năng chụp chân dung này, chế độ ảnh này. Đây là khả năng zoom này thì có lẽ là mình sẽ demo sau, bởi vì là cái khả năng zoom của chiếc điện thoại này không thể nào mà chỉ test nó ở trong một cái video mà hộp được. Nhưng mà mình có thể bật mí cho các bạn đó là cái khả năng zoom của chiếc điện thoại này nó tương đối ấn tượng, bởi vì nó giữ được một cái độ nét rất là cao. Mình đã test trước ở ngoài rồi. Đây là chế độ góc siêu rộng này, để chế độ video này. Thì cái sản phẩm này xem nào, độ phân giải cao nhất đạt được mức nó sẽ là 4K với mức hình như là 30fps thôi thì phải. Hình như là không đến 30fps đâu. Cái thông tin này thì mình sẽ xác nhận sau nhé. Ok, thì đó là sơ qua về cái giao diện camera của cái chiếc điện thoại này. Và đó cũng là một cái bài mở hộp và chia tay nhanh chiếc Oppo Reno 3 Pro. Một sản phẩm mà mình nghĩ rằng là nó sẽ là line giữa phân khúc cận cao cấp cũng như là phân khúc tầm trung. Bởi vì cái tầm giá mà chúng ta sẽ phải bỏ ra cho sản phẩm này ấy, mình nghĩ nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10 triệu. Thì không biết các bạn cảm thấy rằng là cái tầm giá đó với những thứ được trang bị ở trên Reno 3 Pro nó có thực sự là ấn tượng hay không? Và các bạn muốn bọn mình so sánh nó với cả những cái sản phẩm nào? Xin mời hãy để lại ý kiến ở phía dưới comment video. Chúng ta sẽ cùng bàn luận thêm nhé. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.